Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với Tâm Đức Mobile. Ngày hôm nay thì anh khách của bên mình vừa mới đập hộp chiếc iPad Pro M1 2021. Và chiếc iPad này thì có kích thước là 10.9 inch và có máy là màu trắng silver. Và chiếc này thì có phiên bản cắm được SIM. Phiên bản cắm được SIM thì các bạn có thể sử dụng được 4G ở bất kỳ nơi đâu, chỉ cần có một cái SIM sử dụng được mạng 4G. Thường thì giá của những chiếc iPad này thì sẽ cao hơn so với lại những cái bản Wi-Fi tầm khoảng 3 đến 4 triệu các bạn nhé. Rất là tiện dụng. Nếu mà anh chị nào mà thường xuyên di chuyển ở ngoài trời thì anh chị hãy sắm cho mình cái Wi-Fi. Còn nếu mà mình không có nhu cầu đó thì mình có thể mua bản không có 4G thì nó sẽ tiết kiệm hơn cho anh chị. Còn nếu mà sử dụng ngoài trời thì có thể sử dụng ở quán cà phê, hoặc là anh chị có thể phát Wi-Fi qua máy điện thoại nhé. Và đây là một cái bàn phím Magic Magic, và nó lại có thêm một cái bàn di chuột nữa. Bình thường một cái bàn phím không như này thì nó rơi vào tầm khoảng 5 triệu, nhưng mà khi mà có thêm cái combo đó là sử dụng chuột như một cái laptop ấy thì nó sẽ cao hơn bình thường tầm khoảng 3 triệu nữa. Đây là một bộ full combo luôn của anh ấy luôn. Đây các bạn nhìn này. Đó. Đây, di chuột này như là một con đấy luôn. Anh tìm được mã chưa anh? Anh chưa nghe máy à? Vâng, anh cứ ấy đi. Đấy, thì các bạn xem này, con này là full combo luôn nhá. Đây. Chuột thì đánh thì như là cái MacBook này của mình. Đánh rất là sướng. Các bạn nhìn mình đánh này. Cái này thì anh chị nào mà ở quán cà phê làm việc trên các thiết bị bằng iPad thì rất là tiện. Các bạn cũng có thể dùng chuột để di chuyển thay vì bằng cái nút này. Và đặc biệt hơn nữa thì khi mà các bạn giải trí thì các bạn có thể rút cái này ra. Đấy, và mình đọc báo cũng rất là tiện. Đó. Thì những cái chiếc iPad bây giờ thì của iPhone, của Apple ấy thì nó rất là mỏng so với lại những chiếc iPad của Samsung. Đặc biệt hơn nữa thì Apple hình ảnh, chất liệu hình ảnh rất là xịn sò. Mình đã trải nghiệm và mình cầm qua những cái chiếc tablet của Samsung thì nó rất là nặng và hình ảnh sẽ không chất lượng hơn. Và đặc biệt hơn nữa thì những chiếc iPad của Apple này sẽ rất là giữ giá, và các bạn dùng thì cực kỳ là đã luôn. Nó đắt nhưng mà nó sát ra miếng các bạn ạ. Đấy là review nhanh của mình về chiếc iPad M1. Thì mình cũng đang sử dụng chiếc E4 này. Mình cảm thấy nó cũng đã rất là đã rồi. Nhưng mà trên tay chiếc M1 này thì nó cảm giác nó sướng hơn. Và hai nữa là M1 này thì các bạn chụp ảnh thì nó có cảm biến LiDAR. Cảm biến LiDAR thì sẽ giúp cho bạn có những cái bức ảnh chụp đẹp hơn và xịn sò hơn. Đó, ok. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Và nếu thấy hay thì các bạn hãy subscribe kênh của mình nhé. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn.